Sài Gòn ơi, ta có ngờ đâu rằng một lần đi là một lần vĩnh biệt. Đó là tâm tư của những người hốt hoảng, dứt ruột, bỏ nước ra đi trong những ngày cuối cùng của tháng Tư Đen. Từ bến cảng Sài Gòn, hàng trăm ngàn người đã đổ lên những chiếc tàu còn lại trên bến. Từ những chiến hạm của Hải quân Việt Nam cho đến những con tàu hàng, những ghe thuyền nào còn sử dụng được đều chất đầy người hướng ra biển cả, với hy vọng là sẽ được để thất hạm đội cứu vớt. Những chiếc trực thăng chở người chỉ vừa kịp đáp xuống bon là phải đẩy ngay xuống biển để lấy chỗ cho những chiếc khác đáp. Trên bờ, cảnh hỗn loạn vẫn tiếp tục diễn ra. Người người la khóc, vợ chồng con cái bị phân chia thất lạc. Nhiều người quay xuống tự tử giữa đám đông trong cơn thất vọng tột cùng. Trong khi đó, thì một con tàu từ từ ra khơi. Trên con tàu này, gần 4.000 người được cứu vớt vào giờ chót. Và thân phụ của tôi cũng ở trong nhóm người may mắn đó. Tên tàu Trường Xuân đã đi vào lịch sử của những người di tản cho đến ngày hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi những lời tâm sự của cụ Phạm Ngọc Lũy, thuyền trưởng tàu Trường Xuân, để thuật lại những giây phút khởi đầu của con tàu này trong cơn ác mộng 30 tháng 4. Tàu Trường Xuân thì rời Sài Gòn tháng 11 năm 1974. Và đã ký giao kèo với lại hãng ngoại quốc là đến tháng 6 năm 1975 thì hết hạn mới có thể trở lại Sài Gòn. Tôi còn nhớ rằng là vào tháng 4 năm 75 ấy, thì tàu Trường Xuân đậu ở bến Balikpapan bên đảo Bọc Nêu. Thì lúc bây giờ là đi về đảo Parepare ở bên Nam Dương. Thì nửa đường thì tôi nghe được tin rằng thì là quân Cộng sản chỉ còn cách Sài Gòn có 60 cây số và đang tiến về thủ đô, không có gặp sự kháng cự nào. Thì khi tàu vào đến Parepare ở Nam Dương đậu xong rồi đấy, thì tôi kêu tất cả thủy thủ lên và tôi cho biết rằng thì là cái tình hình Sài Gòn là như thế, thì các anh nghĩ thế nào. Thì tất cả muốn về và yêu cầu tôi đánh điện tín về cho hãng rằng thì đã bỏ công tra đi về Sài Gòn. Là tôi quyết định về. Ngày tôi về đó thì tàu quay về phía Sài Gòn, thì muốn ra thì phải quay một cái tàu mới ra được. Thế thì lúc bây giờ là tôi hỏi xe máy bằng thế bây giờ là đã có thể chuẩn bị chạy được chưa, bảo chạy được rồi. Thế tôi cho mở xe lái chạy, tàu chạy lên thì tôi hơi bẻ một tay phải một chút ấy, thì mới biết rằng thế là tay lái không ăn. Tay không ăn thì tôi mới cho tàu đậu lại, mới khám phá rằng thì là trong cái telecommuter đó, để mà điều khiển cái bánh lái đằng sau ấy, thì phải bằng dầu, nhưng bây giờ nó bỏ dầu nó đổ nước vào. Thì lúc giờ khám phá rằng thì là tay lái bị phá hoại. Trong khi mà đang sửa máy ấy, thì may lại nước lớn thì muốn quay cái tàu ấy, thì tôi chỉ việc bỏ cái dây buộc phía sau ra thì tự khắc nước đẩy vào đấy, nó quay tàu. Thành cầu trời giúp, đúng là có lẽ trời giúp tàu quay trên bến ngay, không cần phải máy gì cả, tàu quay trở lại. Trước đó người lên tàu thế nào ấy, thì cái lúc 9 giờ đó tôi ra ngoài cổng để can thiệp, với lại lúc giờ còn cảnh sát giữ một cổng đó, tôi can thiệp để cho đưa mấy gia đình của thủy thủ đưa vào trong. Khi tôi ra đấy, người chạy như vịt, anh cứ tưởng tượng một đàn vịt ở dưới ao gì, anh cầm cục đá anh ném, nó chạy toé lên thế nào, thì cái cảnh người mà hôm ấy nó như thế. Thì khi người lên tàu nó đông như thế rồi, tàu bắt đầu chạy thì tàu mới chạy đến kho 13, chúng tôi đang tàu kho 5, chạy kho 3, kho 3 thì tàu 1.000 thước là nhiều thôi. Thì là lúc giờ 1:25, vừa chạy khỏi bến 5 phút thì xe tăng Cộng sản ù sập cổng thương cảng và chiếm toàn bộ khu Sài Gòn. Đường về xưa còn xa hơn nhiều.
đời xa cũ. Ra đi trong giờ đau thương, lúc quê hương bàng hoàng, người say phút vinh quang. Ai đi ai ở nào hay, người đông kẻ phương Tây, cùng sống trong trôi biết về đâu. Vầng trăng soi biển sâu, giúp cho tôi nhiệm vụ làm sao bớt nỗi sầu. Tôi yêu con tàu Trường Xuân, sóng xô mà tình thương thật đầy. Tôi xin đa tạ bàn tay dắt đàn con đến đây, ngàn đời xin trôi biết về đâu. Vầng trăng soi biển sâu, giúp cho tôi nhiệm màu làm sao bớt nỗi sầu. Tôi yêu con tàu Trường Xuân, sóng xô mà tình thương thật đầy. Tôi xin đa tạ bàn tay dắt đàn con đến đây, ngàn đời xin khắc nơi nào. Đừng quên phút gian lao, cùng sớt chia ngày nào. Đừng quên phút gian lao, cùng sớt chia ngày nào. Cùng sớt chia ngày nào. Cùng sớt chia ngày nào.